Hi, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay là ngày chiều nay là ngày thứ 10 rồi anh em ơi. Ủa ngày thứ 9 chứ, ngày thứ 9 kể thì khi game mở server. Cũng là kể từ khi mà game nó open luôn. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cái bảng xếp hạng ở server 1 cho anh em xem. Thì hiện tại thì ở trên bảng xếp hạng đua top thì đang là X10 và X1 cũng đang là kha khá nha nè. Nói chung là xem xém nhau. Thì mình cũng không biết là tới kết thúc đua top như thế nào thì mình cũng chưa gành lắm. Nhưng mà hôm nay mình cũng sẽ cập nhật cho anh em coi X1. Rồi những anh em nào ở server khác thì anh em cũng cập nhật cho mình xem với nghe nha. Để coi những server của anh em vô rồi cho mình anh em dễ biết anh em ơi. Đó, để coi bảng xếp hạng nè. Thì nói chung là bên X1 của mình đang là 12.789.243. Thứ hai là Quỷ Lệ, thứ ba là An Nhi, tư là Thuấn, năm là Nim Cham gì đó, Quyền Cát, Tâm Ma, Có Anh, Ta mà của nội. Thì mình cũng ngưng nạp rồi nghe nè, nạp lên 1.000.000 thì ngưng rồi. Tại còn không biết là sau này nó có sự kiện gì ngon nữa hay không, thì ngon nữa thì từ tính sau anh em ơi. Tạm thời là mình sẽ ngưng, bắt đầu mà cài nữa. Lên tới đây là bắt đầu cài vui được rồi đó. Đánh cái sau khi mà cái server liên server ra đó nè, liên server ra thì đánh nhau khá là vui lắm. Nói chung là ngày nào cũng đánh nhau hết trơn anh em ơi. Lên trên đó đánh nhau cũng vui. Thì bảng xếp hạng cấp thì Thiên Hàng cũng đang là 68. Nói chung là cấp VIP cao thì cũng đi ép nhiều thôi nè, ép nhiều. Quy lại. Ồ, hôm nay mình cũng vô được top 7 đúng không? 37, 38, ai heo. Nói chung là cũng từ cái top 2 trở đi, từ top 2 trở đi thì cũng na ná ngang ngang với nhau thôi anh em ơi. Còn bảng xếp hạng thằng tướng thì nói chung quái gì? Tướng của mình gì dữ vậy ta? Nói chung là 4 ngày không nạp gì vậy đó, 4 ngày đó anh em ơi, 4 ngày không có nạp cho nên là không có nhận cái đan của thằng tướng đâu. Nói chung là không có. Rồi tôi kỹ cũng đi gan như vậy luôn à. Mình 16 luôn anh em ơi, ta bật 8 hết trơn rồi, mình mới bật 5. Cánh nói chung là không, cánh mình không phải nói cái gì mà cánh mình nhờ mình lên bật 6 trước rồi nè. Mình lên bật 6 trước thì nó mấy cái người lên sau thì nó bị xếp sau, cái người lên trước thì xếp trước rồi nè. Chứ thực chất cánh á, cũng không có ai mà dám chơi liều hết á, anh em cũng biết rồi đó. Đây, nói chung là cái đan này mà anh em quất một phát mà nó không lên là ngày hôm sau nó trừ, mà ngày hôm sau nữa mà nó không lên nữa là nó trừ. Cho nên là tầm khoảng vài ba ngày mình mới up cho anh em xem để coi cái đan cánh nó sẽ bao nhiêu nha nè. Đấy, từ bậc 5 lên bậc 6 cũng khá là thốn. Thì trong kho của mình thì tạm thời nó cũng không nhiều đâu anh em. Kho của mình có một mớ cánh, đang cánh thôi. Đây coi trong kho thì được nhiêu viên. Trong kho thì được 500 mấy rồi nè. Kho 500 mấy với đây 668. 688 cũng không ăn nữa, nó tầm khoảng 1.000 mấy đó, 1.000 mấy, tầm khoảng 1.500 thì anh em mới chắc ăn thôi chứ cũng không có dám chơi đâu, chơi cái là không lên ổn lắm. Thì sau khi mà mở liên server rồi cái game này thì dễ cài trang bị nè, đồ nó cũng dễ cài hơn. Thì theo mình thì mình thấy vậy đó nghe nè. Còn anh em thì sao thì mình cũng không biết, tại vì không biết anh em cài, anh em có chơi lon hay không thì mình cũng có chơi lon. Mặc dù bên bot thì server nè, nó cũng có đồ khóa, đồ không khóa, nhưng mà nói chung là ăn bot cũng thấy, mình thấy cũng nhiều đó, mà đồ nó cũng dễ ghê nữa. Anh em nhìn thấy nè, đồ của mình ở đây thì cũng được mới đúng không? Vai. Ác một cái là nó ra trang bị 2 sao mà trang bị phá luôn mấy cây đó anh em ơi. Nè, trang bị 2 sao mà ra trang bị phá luôn. Kinh thiệt chứ. Phá nhiều quá. Đó, 2 sao nè. Mấy cái bậc 6 thì mình cũng nên quỷ hết đi để làm chi. Mấy cái phá phá thì mình sử
sẽ ấy luôn hết anh em ạ. Quá trời khóa luôn. Ồ, 5 luôn, 5 6. À mấy cái này thì mình để lại là mình bỏ vô kho nè, bỏ kho bang đừng có đổi anh em ạ. Nhưng mấy cái này thì không bỏ kho bang được thì mình có thể tách. Hóa thì mình quăng vô hết. Ôi, anh em trong bang người ta dân nạp ta lên trang bị bậc 8 tu thần hết trơn rồi, mình mới lên bậc 7 mà chưa xong tu thần nữa anh em ơi. Ở đây còn hai món anh em, hai món còn vũ khí với cái áo này mình vẫn chưa lên được. Để mình cũng gán mình đớp đớp cho nó lên cái anh em ơi, ghép cái anh em ơi. Có nó lên được cái gì không? Chà thiếu luôn anh em ơi. Mày lên giùm tao một cái, hôm trước mày đã thất bại một cái rồi đấy. Lên luôn nha con. Trời nó thất bại rồi, nó còn lên còn được hai món anh em ơi. Trời hên xui. Lên luôn rồi con. Ừ hên quá. Nói chung là mấy cái trang bị này thì mình có rồi, mình không ghép, mình để mình bỏ vô kho nè, để bỏ vô kho cho ban xài. Mà mình cũng chưa biết là sau này ví dụ như nó có sử dụng trang bị 3 sao để làm cái gì hay không. Ví dụ như là dùng cái trang bị 3 sao để mà tăng sao hay tăng cái gì hay không nữa anh em. Có đây mấy món, đây có hồ có món rồi. Cái game này á, thì anh em ăn boss thì không bằng anh em tầm bảo đâu, anh em có tí xíu tiền là anh em tầm bảo đây là ngon hơn. Đấy tầm bảo đây sẽ ra full trang bị. Quan trọng là anh em có tiền thôi à. Ồ ghép cái nó tụt được chiến cái tụt luôn này anh em. Nó rớt bộ xuống nó tụt. Ghê chưa? Cái bộ chu thần 8 vậy mà nó cứ lên yếu thiệt quá yếu luôn á. Ồ thiếu đây mười mấy viên á ta, mười mấy viên này nó ra không đều, cái thì ra nhiều quá trời nhiều luôn, cái thì nó không ra. Mà không sao, còn thiếu hai món nữa anh em ơi, thiếu hai món không biết chừng nào mới lên được đây. Thì ngày thứ 8 bắt đầu nó đã mở cái tính năng đúc này rồi anh em ơi. Ngày thứ 8 chắc ngày thứ 9 quá. Ngày thứ 9 thì nó mở mà ngày thứ 8 vậy nó có nhưng nó vẫn chưa mở. Trời ơi đúc cái nhẫn gì mà tới 12 mảnh luôn anh em ơi, kinh dữ như vậy. Một 100% trả lại 20% nguyên liệu. Sáng giờ thì không sử dụng hết trơn rồi, úp lực chiến hết trơn rồi anh em ơi. Không còn gì hết á. Sạch xanh xanh, không còn miếng nào luôn. Thì tới đây thì vẫn, mấy ngày nay thì vẫn còn triệu mốt nạp hoài, triệu mốt gan vậy đó anh em ơi, nó vẫn còn, nó chưa có tăng. Thôi có gì nó úp không anh em, hết rồi đó anh em ơi, giấy. Úp được một cái sao, một cái dòng, một cái level của nó cũng khó cực kỳ. Mua quà cái này à, cái này phải nhẫn đó. Tăng hôn vui vẻ. Trời được hai cái máy luôn. 2.546 đến bao giờ mới lên được 3 triệu đây trời ơi. Rồi đó anh em ơi, đó hết rồi đó anh em ơi.
Rồi, ở server của anh em như thế nào thì anh em cứ comment bên dưới nha nè, để xem cái bảng xếp hạng tính tới ngày thứ 9 thì nó coi ngày thứ 8 thứ 9 như ngày thứ 10 hay gì rồi anh em ơi. Nhớ cũng không rõ nữa nè, để coi ngày thứ 9 quá. Game ra ngày 3 đúng không? Ngày 3 thì hôm nay là mới ngày 11, là mới cái ngày thứ 9 thôi. Cái game này nó quá, nó mà không ra trang bị phá là nó thiệt, giờ mình cũng mạnh lắm rồi nè, ra trang bị phá nhiều quá, quá trời luôn. Anh em thấy à, nó không phá là giờ mình chắc lực chiến cũng cao lắm. 11k anh em, cái ủng thì ghê không. Sao ta cái này à, cường quá tu chăng. Mới ở đây thì mình mới có được có mình để mình ưu tiên lên cái nhẫn trước đi anh em ơi, chắc cái nhẫn nó sẽ ngon hơn đấy. Để coi mình coi cái nhẫn coi, nhẫn thì thuộc tính truyền là sao ta. Nói chung là anh em muốn ghép cái này nhiều thì anh em phải ăn bát to anh em ơi, anh em ăn được bát to chứ bát nhỏ nhỏ thì nó ghê cũng không nhiều. Cái này cũng phải tầm phải bát to, bát 8, bát 9 nhiều thì cái tỷ lệ nó ra mới nhiều anh em. Không mà mình thấy chưa đâu. Pháp trận này của anh em tới đâu rồi? Mình server của mình tạo cái bang để cài riêng anh em, cho nên là anh em mình lực chiến thấp quá. À, để mình ghép thử anh em. Như cái này thì mình trong sự kiện bắt đầu nó có đổi cái nè, nó có bán hình như 50 ngọc để mình ghép thử cao coi. 20 đúng không? Để mình tí. Ở đây shop bang có. Hôm nay cũng mua là sao ta, mình có mua cái nào đâu, không lẽ bị trong bang mua hết mẹ rồi, trong bang mua rồi. Rồi chịu rồi anh em ơi, nói chung là bang nó mua rồi. Ba nè, hai nè, bậc một. Đó, mình thấy vô mấy cái bậc 1 đi anh em ơi. Đấy, bậc 1 thì mình chơi cái này đi. Ồ, bậc 1. Hai dòng đỏ nè. À mình quên. Lát đi ra là nó phải có cái gì ta, có cái gì như là để vô trong hay không ta? Ba, ủa này có 3 rồi sao ta? 2. Đỏ con. Thôi giờ đỏ hay gì đây? Trời ơi, cam một sao. Cái game này khó đó anh em ơi, khó tẩy luyện quá. Tẩy luyện nhiều nó cũng nhiều lượt chiến, mình thấy nó cũng nhiều lượt chiến đó. Mà nó khó quá trời khó luôn. Ăn boss nó ra hiếm quá. Ăn boss mình thấy nó không có ra mấy cái nào mà để mình ghép luôn. Boss lên server đó. Đúng là chịu cái tính năng tẩy luyện này luôn anh em. Tẩy luyện này nó ủa sao mà nó để đây là tự động mua thì cũng là dùng ngọc. Mà tẩy luyện cao thì cũng là dùng ngọc. Còn nó thằng săn boss nó thiệt chứ anh em, săn boss đến bao giờ mới được cái luôn anh em ơi. Mình săn hoài luôn, mình săn mà không thấy nó ra luôn á. Lâu 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 lắm nó mới ra được một mảnh thôi à.
phơi. Ơi ba cái tám. Lúc đầu mình còn tưởng đâu là game này nó sẽ dễ, nó sẽ ra có mấy cái dòng tẩy luyện này anh em ngon. Tới hồi mình kiểm tra lại là nó không có cái hoạt động nào để nó ra cái đá này, trừ khi anh em ăn boss đi server, còn anh em bỏ ngọc ra thì anh em còn được chút xíu, còn nó không là toan anh em luôn. Nếu anh em muốn dùng ngọc mà tự động mua ha, thì anh em để lên bậc 9, bậc 10 hay nhiều dòng hay tính, chứ thứ mà một dòng hai dòng là anh em mua dùng ngọc phí lắm. Khoan, để bữa nào mình còn ghép anh em. Đúng rồi, bây giờ tự nhiên nhắc ngang mình mới thấy đấy, còn sợi dây bậc 5 này đúng không, dưới cái bông này rồi, nhớ vậy đi anh em ơi, mình quên nữa chứ. Cái boss này thì nó cũng dễ ra mà đúng không, dễ ra mình cũng quên, tự động mình ít sử dụng quá quên đấy. Thằng này này mình đã có một cái rồi đúng không, này có một cái rồi, để vô coi. Ồ bậc 7 ghép tới 3 món nè anh em ơi. Ủa chết bà rồi. Ủa sao khác phái, cái trang sức này hình như khác phái ghép được anh em ơi. Ủa Cthulhu này ghép được nè. Trời à, vậy mà mình không biết, trời ơi mình bỏ hết trơn luôn á ta ơi. Mình ngu thế. Mình tưởng đâu khác phái là không sử dụng được. Trời ơi, mình tưởng đâu khác phái đâu có ghép được. Ai giờ để lên ghép được nè. Nè, khác phái không ghép được. Trời ơi, giờ này mới để ý luôn á anh em ơi. Kèn. Rồi, để đây cái đây. Kèn. Ồ, 2 sao 7 thua 3 sao anh em. Kèn. Rồi, chết bà hết. Để coi 3 sao như thế nào đây, 3 sao. Ôi trời ạ. 3 sao nó cũng bị gan vậy luôn anh em ơi. Hơi. Có 3 cái vậy ta. Mình cứ tưởng đâu là ghép cũng được 5 món là lên chứ ai dè đâu. Kiểu này là thua rồi. Thôi kệ, trước tiên mình có cái nào mình mặc cái đó trước đi anh em. Đúng không? Nó cái này mặc 5 nè. Công nó phải này mình biết gì, mình ghép thêm 3-4 cái gì đây ta. Công sát thương bạo thì nó không cần tăng sát thương. Sát thương bạo trừ khi mình có tỷ lệ bạo mà mới tính được. Sát thương bạo thì cái này không ra, nó nếu mà không ra thì chịu. Để mình sắp xếp cái ra. Được có món gì nhất. Thôi lỡ rồi mang luôn. Cái tăng sát thương á thì anh em đánh phát nào nó đều tăng phát đó. Còn cái tỷ lệ bạo này thì khi nào ra bổ kích thì nó mới tăng thêm được 9%. Ấy vậy? Thì không tăng. À nó không tăng mà chắc là do mình có đá bộ hay gì đó anh em ơi, không biết có đá bộ không à. Đấy, để lên lại coi. Đấy, được một cao mốt, được coi không biết nó có đá bộ hay không. À nó có bộ anh em ơi. Bậc 7 để không được nè. Ui 2 triệu 6 rồi, tăng được tí xíu lượt chén. Tu giác ngài. Ừ mấy bữa nay mình không có đi ăn tiên khí luôn anh em. Mấy bữa nay là quên cái chuyện quên tiên khí luôn. Mình tính để dành chìa phá cho nó nhiều anh em, nhiều đâu mình ghép mấy cái đỏ anh em ơi. Trong đây à có.
vậy sao mà mình đi qua cũng không nhiều ta. HP cũng không có thai nè. Đấy. Hồi HP cũng không có thai nữa, coi công thần thánh. Công thần thánh cũng không có luôn, chỉ có phòng với phòng thôi, phòng đông. Phòng cuối ép. Còn nói chung là không có phòng. Thôi mình ưu tiên lên né tránh đi nè ba. Nó tránh mà đánh đi đánh nhau cho nên được. Ủa có thai sao? Chắc nó hiện lên mấy cái đỏ quá, nó hiện lên mấy cái đấy phòng cuối. Đấy cái phòng cuối là phòng cuối này nhét vô đây ta. Ở phòng cuối này có rồi mà, tăng sao. Ơ trời ơi sao mình ngu quá ta, nó có tính năng tăng sao nữa nè. Chết mà rồi, quên đi chứ. Người tăng được nhiều lực chiến đây trời. Một phát. Thôi vô cái này đi. Đến bây giờ trời 0.2 chán quá cái lực chiến úp cái lực chiến này phúc lợi ấy. Giờ này còn đánh boss bếp hả ta? Rồi để mình úp hết cái máy này coi được nhiêu nè. Cái cường quá này sáng lên chuyện em ơi, nó sáng sáng lên chuyện em ơi. Để coi cái tỷ lệ này như thế nào, sáng sáng lên nữa kìa. Hay là đừng nói tốn ngọc nữa nha. Lon bon. Hết. Trời ơi, hết bạc rồi đó. Ủa sao mà nó có sáng nữa ta? À, chà, tốn ngọc nữa nè em ơi. Không sáng lên thì thôi, sáng lên cái là tốn ngọc liền. Sáng lên cái là tốn ngọc liền. Hên một dòng chính xác. Đỏ cái con. Công 2k3. Trời ơi, ấm mấy cái này chua xót quá anh em ơi. Nói thiệt, ấm mấy cái này nó cay lắm. Cay dữ lắm. Mất cái 2k mấy. Chơi sơ sơ thôi 2k mấy mà ngọc thì ngọc phá thì không có được bao nhiêu hết trơn. Thì hết mẹ ngọc luôn rồi. Ý là mình đầu tư 1k8 đó nè. Đầu tư 1k8 luôn. Giờ này hết. Có cái nào tặng ngọc tặng đồ không con, mày ra cho tao vài cái được không? Chứ nó thiệt giờ này ai giết đây ta. Thâu với kim. Đó nói chung là giờ này để coi lên tí xíu được năng lực chiến cho nè. Bò lên đây, bò lên đây. 267, 262 đúng không? Bây giờ thì cũng không biết cái gì tu. Cái game này mà anh em nào muốn đổi phái là phải tốn 1k ngọc nha nè. Nói chung là tốn 1k ngọc. Để hôm nào mình có ngọc và mình cũng làm cái clip chuyển phái cho anh em để xem coi. Nếu mà không chuyển thì thôi, nếu chuyển là phải chuyển thiếu lâm. Tại vì thiếu lâm nó có ma hóa. Rồi để mình vô mình đi báo một chút xíu coi anh em có ai bên ngoài được không anh em. Mà nói chung nó cũng ác cái điểm sĩ khí này á, nó tăng không nhiều anh em ơi. Làm nhiệm vụ nó mới tăng, còn bình thường nó không tăng. Nếu vô cửa hàng sĩ khí thì 80k điểm mới đổi được cái mảnh này, mới ghép được cái con này. Còn cái con này chắc 100k quá. Để con này nhiêu, cũng 20 là 100k. Còn con tím này là nhiêu, con tím này 60 mảnh là 600k. Trời ơi, đến bao giờ trời. Giờ mình thấy nóng lạnh luôn. Để mình vô đi, giờ đi coi có ai đánh nhau không. Rồi
Post mà lúc ngày đầu tiên nó còn đỡ đỡ, mấy con bạc nhỏ thì nó hồi sinh mau lắm anh em ơi. Sau này bạc chính mà nói thiệt, khi mà lên trang bị bạc chính rồi nói thiệt với anh em ha, là anh em đánh nhau còn dữ dằn lắm, tranh boss ghê lắm. Chứ anh em đừng có thấy bây giờ anh em kiếm đồ bạc 7 nó dễ, tại vì nó boss 7 nó hồi sinh nhanh. Còn mà mấy cái con boss anh em thấy nè, đấy ví dụ như bạc 7 nó hồi sinh rất là nhanh, nó có 3 sao nữa. Còn đối với những cái con to gì đúng không, đấy những cái con bạc 8 cho lên, bạc 9 cho lên, sau này nó sẽ có bạc 9 nữa nè. Anh em thấy tốn lắm. Giờ này chắc không còn ai đâu anh em ơi. Boss giờ cái kiểu này là nó không hồi sinh nổi đâu. Giờ này mà có bốn ma ai có kìa kìa. Nói chung là buồn buồn đi quậy đi phá chơi chút xíu anh em không làm gì hết. Hình như cái này là vô tình. À còn 3 phút mấy. À anh tính ăn 3 sao anh em ơi. Anh tính ăn 3 sao đây. Để coi có lên nữa hay không. Tối là lên đây, tối lên đây là quýnh nhau dữ dằn lắm nghe anh em. Buổi tối á còn nặng đồng. Mình không biết buổi tối ở server của anh em như thế nào, chứ buổi tối server mình lên đây là nói thiệt với anh em là đánh nhau cả ngày luôn. Tôi đánh nhau là cả đêm luôn. Tới hoạt động thì thôi, tới hoạt động ban thì thôi ha. Rồi nó bỏ luôn hay gì rồi anh em ơi. Thấy còn thôi chưa đến giờ. Đến giờ thì mình nhường thôi, mình không ăn mình nhường, tại mình để dành anh em ạ. Tại vì cái điểm này tính ra anh em đừng ăn cho hết, anh em cứ để dành vòng vòng vậy đó. Anh em cứ để dành vòng vòng để sau này lên ăn bớt to rồi chứ sáng nó không có hồi lợi lượng cho anh em đâu. Nó không có hồi lại đâu, cũng đi gan như bớt thế giới bớt giả ngoại vậy đó. Cái nó hồi nhiêu là nhiêu à. Tới giờ nó hồi nữa thì hồi, còn không ăn thì nó thôi à, chứ nó không có hết. Anh em ăn hết rồi nhiều khi anh em giúp đồng đội cũng không được, giúp ban cũng không được. Thôi nó bỏ nó chạy rồi, nó chạy cái hai để coi xem. Một chiều hai. Nó một chiều hai mà úp được. Ừ, mình cái game này nó thiệt với anh em chắc chắn là treo máy nó sẽ không lợi. Treo máy online nó sẽ không lên cấp nhanh bằng treo máy ốp luôn á, mình đảm bảo với anh em á. Mấy cái ngày trước anh em mình treo máy 24/24 luôn ha, là không thể nào mình vượt qua cấp của con lon mà được, dù là lực chiến mình cao hơn ha, rồi lực chiến mình cao hơn, vip mình cao hơn nữa, nhưng mà cuối cùng cái con nó chỉ bằng cái con lon của mình thôi. Anh em thấy cỡ nào, có nghĩa là chứng tỏ là treo offline nó sẽ, treo ốp nó sẽ lực chiến nhiều, cấp nó nhiều hơn, ép nhiều hơn anh em ơi. Mà mình không hiểu gì sao luôn á ta. Thôi nó trời sắp mưa rồi anh em ơi. Đây có mình còn bao nhiêu món đây. Vũ khí thì còn 2 món, mấy cái món lắc nhắc. Đấy nói chung là cũng để dành được mấy viên đan mình không có sử dụng. Đầu game này anh em đừng có sử dụng quá, đừng có sử dụng mấy viên đan để lên bậc chính hay bậc gì đó anh em. Sử dụng anh em, sử dụng sớm là ổn lắm. Ăn boss được mới có mấy mảnh này. Ừ, tối này cái hoạt động, cái hoạt động sự kiện này nè, không đi được luôn. Nó vô nó lắc quá trời, lắc nó đông, nó lắc quá anh em ơi. Đây cái sự kiện này nè, đâu rồi, đây cái sự kiện lĩnh vực này nè, đấy cái sự kiện này. Cái sự kiện này thì anh em sẽ mở mấy con thằng tướng đúng không, nhưng mà vô nó đông quá, nó lắc nó đứng một chỗ không có nhúc nhích được chứ. Gặp mấy ông một hồi cái mấy con boss nó chết trần, ban boss nó chết trần. Cái boss này thì cũng có boss thật boss giả nữa nghe anh em. Rồi mưa luôn anh em ơi, mưa to quá. Thôi nói chung là mưa to quá anh em ơi, tạm dừng đây đi anh em ơi, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha.